Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là thay chiếc cạc đồ họa cho máy tính cây hay là máy tính PC. Các bạn xem chiếc cạc đồ họa, mình sẽ thay một cái cạc đồ họa khác. Mình muốn thay cái cạc đồ họa thì các bạn cần phải có một cái cục bít. Mình sẽ vặn cái nắp che lưng của cái cạc đồ họa phía sau. Các bạn một là vặn ốc thang. Thì sẽ vặn cái miếng tre, cái phía sau của các cạc đồ họa ra. Sau đó ta sẽ vặn cái ốc gắn đằng sau cái cạc đồ họa ở đằng sau kia. Đấy, mình sẽ tháo các dây nguồn của nó ra. Các bạn này, đây là dây nguồn máy, đây sử dụng cổng, một cổng nguồn cấp nguồn phụ 8 pin và một cổng cấp nguồn phụ 6 pin nữa, tổng là 2 cổng cấp nguồn phụ. Tổng của nó là bây giờ mình đang xài cái cạc đồ họa được 560OC, sử dụng nó tốn nhiên liệu khoảng 230W. Nhìn cạc đồ họa, mình sẽ thay một cái cạc đồ họa khác. Các bạn xem ở dưới này nó có một chiếc rẫy, mình đã sử dụng bo mạch tủ Isus 8-7. Nó sẽ có một cái rẫy mở khe cạc đồ họa, các bạn nhấn mạnh xuống cạc đồ họa sẽ tự nhảy lên. Đấy, sau đó ta sẽ rút ra. Đây, cạc đồ họa đã lên đây. Mình sẽ thay cái cạc đồ họa khác. Cạc đồ họa này sử dụng công nghệ 45 nanomet. Mình sẽ sử dụng cạc hãng MSI. Đây các bạn xem, đây là MSI. Còn đủ phụ kiện. Đây là của MSI. Còn đủ phụ kiện này các bạn xem. Mình sẽ gắn cạc đồ họa. Đây, cái cạc đồ họa này của MSI 7850 1GDDR5 bản OC. Mình thử chạy cái cạc này. Cái cạc này nó sẽ tốn nguồn của nó sẽ chỉ sử dụng một nguồn, cổng cấp nguồn phụ là giảm đi. Nhân tiện mình sẽ vệ sinh máy luôn. Theo mình thì máy chúng ta nên vệ sinh thường xuyên khoảng 3 đến 6 tháng vệ sinh một lần vào mùa. Đấy, mình đã sử dụng 9GB. Tuy rằng nó không có độ thua của RAM, đây các bạn vệ sinh luôn cả RAM cho nó. Thank you.
tiếp tục nhé. Rồi bây giờ mình sẽ gắn chiếc cặp này vào các bạn. Rất nhỏ gọn. Đây các bạn. Nó nhỏ hơn một tí cho cái cặp kia và nó thì tốn điện. Thì rất ít. Đây mình sẽ lắp vào. Mình cũng lắp vào tương tự như cái cặp của cái hãng GT kia. Mình sẽ nhấn mạnh xuống. Đấy, thế là xong, mình sẽ cắm cổng nguồn pin vào. Cấp pin vào, xong bạn cái cổng này là ok. Bây giờ muốn tháo ra, các bạn cũng chỉ để nhẹ nó lên mà. Đấy. Thế là xong, cảm ơn các bạn đã theo video này nhé.